Thầy chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bài học trên sóng phát thanh truyền hình Trà Vinh. Thầy rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em cần lưu ý, trước khi bắt đầu vào bài học, các em cần chuẩn bị cho thầy một số đồ dùng học tập như sau. Sách giáo khoa toán lớp 3, vở tập trắng, viết, thước kẻ và tập nháp. Các em thân mến, trước khi vào bài học, thầy có phần khởi động như sau. Các em hãy nhớ lại tên gọi và cách viết tắt của các đơn vị đo độ dài đã học. Thầy có bảng như sau. Ở dòng thứ nhất là tên đơn vị đo độ dài. Dòng thứ hai là cách viết tắt của tên đơn vị đo độ dài. Bây giờ, các em hãy nhớ lại xem. Ở lớp 2, các em đã học các đơn vị đo độ dài nào rồi? À, các em đã được học các đơn vị đo độ dài đó là km, mét, decimet, cm và mm. Thầy có các ký hiệu viết tắt như sau. Các em hãy tìm và điền vào cột tương ứng với đơn vị đo độ dài các em nhé. Km được viết tắt là km. m được viết tắt là m. Decimet được viết tắt là DM cm được viết tắt là CM và mm được viết tắt là hai chữ M. Các em lưu ý, cách viết tắt của các đơn vị đo độ dài ta viết bằng chữ cái thường các em nhé. Các em hãy nhìn vào cách viết tắt và cùng thầy đọc lại tên các đơn vị đo độ dài một lần nữa nhé. km, mét, cm và mm. Các em thân mến, ngoài 5 đơn vị đo độ dài đã học ở chương trình lớp 2, chúng ta còn hai đơn vị đo độ dài nữa. Vậy hai đơn vị đo độ dài này là gì? Thì thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Đó là bài decamét, hectomet. Các em mở sách giáo khoa ra trang 44, cùng đọc lại tựa bài với thầy một lần nữa nhé. Decamét, hectomet. Nội dung của bài học ngày hôm nay gồm hai phần. Phần thứ nhất là tìm hiểu đề mét và hecto Phần thứ hai là làm các bài tập vận dụng ở trang 44. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào nội dung thứ nhất. Một, đề ca mét. là một đơn vị đo độ dài. Đề mét viết tắt là D, A, M. Các em hãy nhìn vào ký hiệu viết tắt và nghe thầy đọc tên đơn vị này nhé. DK mét, DK mét, DK mét và DK mét có mối liên hệ với mét như sau. Một DK mét bằng 10 m. Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa DK mét và mét, thầy có bảng như sau. Đây là bảng gồm 3 đơn vị đo. DK mét, mét và Các em cần lưu ý hai đơn vị đo độ dài dkm và dm có cách đọc gần giống nhau các em nhé. Nhưng về giá trị độ dài thì lại khác nhau. Ở lớp 2 các em đã được biết 1 m sẽ bằng 10 dm. Ở trong bài học ngày hôm nay là 1 dkm bằng bằng 10 m các em nhé. Như vậy, thầy nói DK mét chính là đơn vị lớn hơn và tiếp liền mét. Các em cùng thầy đọc lại nội dung của dkm. Mét. DK mét là một đơn vị đo độ dài. DK mét viết tắt là dam. Một dkm bằng 10 m. Mét. mét là đơn vị lớn hơn và tiếp liền mét. Thầy có ước lượng như sau. Một đề ca mét là chiều dài của một phòng học. Các em quan sát, đây là hình ảnh của một phòng học. Và đây là độ dài của chiều dài phòng học. Thầy ước lượng khoảng một đề ca mét, tức là 10 mét. Các em lưu ý, trên thực tế, độ dài của phòng học sẽ nhỏ hơn và gần bằng một đề ca mét. Ở đây, thầy chỉ mang tính ước lượng để giúp các em hình dung rõ hơn về đề ca mét cũng như phân biệt được độ dài của đề ca mét so với độ dài của các đơn vị đo độ dài khác các em nhé. Thầy và các em bước sang đơn vị tiếp theo. 2. hectomet. Hectomet là một đơn vị đo độ dài. Hectomet viết tắt là HM. Các em nhìn vào ký hiệu viết tắt cùng thầy đọc tên đơn vị này nhé. Hectomet. Hectomet. Hectomet mối liên hệ giữa hectomet và mét. 1 hectomet bằng 100 m. 1 hectomet bằng 10 dkm. Đây là những kiến thức quan trọng mà các em cần phải ghi nhớ các em nhé. Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa hectomet với dkm và mét, thầy có bảng như sau. Đây là bảng gồm 3 đơn vị đo độ dài là hectomet, decamét và mét. 1 hectomet sẽ bằng 100 m. 1 hectomet sẽ bằng 10 decamét. Các em lưu ý khi ta nhìn vào bảng đơn vị đo, đơn vị lớn hơn sẽ gấp 10 lần đơn vị bé tiếp liền nó các em nhé. Vậy, hectomet là đơn vị lớn hơn và tiếp liền ca-mét. Các em cùng đọc lại với thầy một lần nữa nhé. Hectomet là một đơn vị đo độ dài. Hectomet viết tắt là HM. Một hectomet bằng 100 m một hectomet bằng 10 mét Hectomet là đơn vị lớn hơn và tiếp liền ca-mét. Thầy có ước lượng như sau. Một hectomet là chiều dài của một sân bóng đá 11 người. Đây là chiều dài của sân bóng đá. Và thầy ước lượng độ dài này khoảng 1 hectomet, tức là 100 m Các em cần lưu ý, trên thực tế, độ dài của chiều dài sân bóng đá 11 người sẽ lớn hơn và gần bằng 1 hectomet. Ở đây thầy chỉ mang tính ước lượng để giúp các em xác định được độ dài của 1 hectomet và phân biệt được với các độ dài của các đơn vị đo độ dài khác các em nhé. Thầy và các em đã tìm hiểu xong về hai đơn vị đo độ dài là decamét và hectomet. Đây là những kiến thức quan trọng các em cần lưu ý và ghi nhớ để vận dụng vào các bài học sau này để vận dụng kiến thức vào học thực hiện các bài tập thì thầy và các em cùng nhau bước vào nội dung tiếp theo. 2. Bài tập vận dụng. Bài 1. Số chấm hỏi. Bài 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Bài 3, tính theo mẫu. Thầy và các em bước vào bài tập thứ nhất. Bài 1, số. Trong bài tập này, các em cần lưu ý. Các em hãy điền số thích hợp vào dấu 3 chấm. Bài tập số 1. Trong sách giáo khoa gồm có 8 bài tập. Bài tập ở dòng thứ tư là bài tập nằm trong chương trình giảm tải. Thầy sẽ hướng dẫn các em làm 6 bài tập ở 3 dòng trên. Ở trong bài tập này, các em sẽ nhớ lại mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài. Và sau đó, các em viết số thích hợp vào chỗ chấm các em nhé. Đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn các em làm 3 bài tập ở cột bên trái. 1 hectomet bằng 3.m một đề ca mét bằng ba chấm mét một hétomet bằng ba chấm đề ca mét. thầy có cách làm như sau một hectomet bằng một trăm mét một đề mét bằng 10 m. 1 hectomet bằng 10 dkm. Các em cùng đọc lại với thầy. 1 hectomet bằng 100 m. 1 dkm bằng 10 m. 1 hectomet bằng 10 dkm. Tiếp theo là 3 bài tập ở cột bên phải. 1 m bằng 3 chấm -si dcm. 1 m bằng 3 chấm cm. 1 cm bằng 3 mm thầy có cách làm như sau. 1 mét sẽ bằng 10 dm. 1 mét sẽ bằng 100 cm. 1 cm sẽ bằng 10 mm. Các em cùng đọc lại với thầy. 1 mét bằng 10 dm. 1 m bằng 100 cm. 1 cm bằng 10 mm. Thầy và các em đã làm xong bài tập số 1. Ở bài tập số 1 là bài tập thể hiện được mối liên hệ giữa các đơn vị đo độ dài để giúp các em đổi đơn vị đo độ dài với số đo lớn hơn 1 thì thầy và các em cùng bước sang bài tập tiếp theo, bài 2. Ở trong bài tập 2 gồm 2 bài, bài A và bài B. Bài A là cách làm hướng dẫn cho bài tập B. Ta bước sang bài A. 4 đề ca mét bằng 3 chấm mét. Thầy có phần nhận xét như sau. 4 đề ca mét bằng 1 đề ca mét nhân với 4. Thầy sẽ đổi 1 đề ca mét sang số đo có đơn vị là mét. 1 dkm bằng bằng 10 m. Thầy sẽ viết 10 m. Ở đây 10 m và 1 đề ca mét là thừa số thứ nhất của tích 1 đề ca mét nhân với 4. Ta viết tiếp dấu nhân và số 4. 10 m nhân 4 bằng 40 m. Vậy 4 đề ca mét bằng 40 m. Để giúp các em hiểu rõ hơn, thầy sẽ viết và đổi đơn vị đo trên bảng đơn vị đo như sau. 4 dkm. Các em lưu ý dkm gấp 10 lần mét. Vậy đổi từ dkm ta sẽ nhân với 10. 4 x 10 bằng bằng 40. Vậy 4 dkm bằng 40 m các em nhé. Ta bước sang bài B. Các em cùng thầy đọc yêu cầu bài B. Viết số thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu mẫu 4 mét bằng bao nhiêu mét. Các em nhớ lại phần nhận xét ở bài tập A. 4 mét bằng 40m. Thầy nhắc lại cách làm như sau. Ta sẽ lấy số đo của đơn vị mét Nhân với 10, ta sẽ được số đo của đơn vị mét là 40 m các em nhé. Thầy có hai bài tập 7 đề ca mét bằng bao nhiêu mét và 9 đề ca mét bằng bao nhiêu mét. Các em cùng thực hiện với thầy. 7 đề ca mét bằng 7 x 10 m bằng 70 m. Tương tự 9 đề ca mét bằng 9 x 10 m bằng 90 m các em cùng đọc lại với thầy 4 đề km bằng 40 m 7 đề km bằng 70 m 9 mét bằng 90 m thầy và các em đã cùng thực hiện xong bài tập ở cột thứ nhất bây giờ ta bước sang cột thứ hai của bài b thầy có mẫu như sau 8 hectomet bằng bao nhiêu mét các em sẽ nhớ lại mối liên hệ giữa hectomet và mét 1 hectomet bằng bao nhiêu mét đây các em. À, 1 hectomet bằng 100 m Vậy, thầy sẽ lấy số đo của hectomet là 8 nhân với 100 bằng 800 m Các em hiểu được cách làm chưa? Thầy có hai bài tập như sau. 7 hectomet bằng bao nhiêu mét? 9 hectomet bằng bao nhiêu mét? Các em cùng làm với thầy. Ta lấy 7 nhân với 100. Vậy, 7 hectomet bằng 700 m. Tương tự, 9 hectomet sẽ bằng 900 m. Các em cùng đọc lại với thầy. 8 hectomet bằng 800 m. 7 hectomet bằng 700 m. 9 hectomet bằng 900 m. Giúp các em hiểu rõ hơn. Các em hãy nhìn vào bảng như sau. Đây là bảng gồm 3 đơn vị đo: hectomet, decam và mét. Thầy sẽ đổi từ hectomet sang mét nhé. Thầy có 7 hectomet. Thầy sẽ đổi sang mét như sau. Ở mỗi cột, thầy sẽ viết thêm mỗi chữ số 0 các em nhé. Hay là 7 x 10 bằng 70. Tiếp theo, 70 x 10 bằng 700. Vậy, thầy đã đổi từ 7 hectomet bằng 700 m rồi. Để giúp các em thực hiện được các phép tính, số đo của các đơn vị đo độ dài. Thầy mời các em bước sang bài tập tiếp theo, bài 3. Yêu cầu của bài 3 như sau: tính theo mẫu. Các em cùng đọc lại yêu cầu với thầy. Tính theo mẫu. Các em lưu ý, ở bài 3 gồm có 3 dòng. Dòng thứ 3 là nằm trong chương trình giảm tải. Thầy hướng dẫn các em làm bài tập ở hai dòng 1 và 2 các em nhé. Bài tập ở cột bên trái thầy có mẫu như sau. 2 dkm cộng 3 dkm. Các em cần lưu ý, đây là phép tính cộng có cùng đơn vị đo là dkm. Ta sẽ thực hiện như thế nào? Ta chỉ việc lấy số đo cộng lại với nhau và viết đơn vị dkm bên phải kết quả tìm được các em nhé. Các em hãy nhẩm xem 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng bằng 5 ta viết tiếp đơn vị bên phải kết quả tìm được là dkm. Vậy thầy có 2 dkm cộng 3 dkm bằng 5 dkm các em nhé. Các em hãy thực hiện hai bài tập như sau. 25 dkm cộng 50 dkm và 8 hm cộng 12 hm. Các em hãy lưu ý, mỗi phép tính đều có cùng đơn vị đo các em nhé. Vậy, các em hãy vận dụng cách thầy vừa hướng dẫn để thực hiện hai phép tính này nhé, các em cùng làm với thầy nào, 25 dm cộng 50 dm, thầy sẽ đặt tính, hai số đo 25 cộng 50, 25 là số hạng thứ nhất, thầy viết trên số hạng thứ hai là 50, các em lưu ý các chữ số ở cùng một hàng sẽ được viết thẳng cột với nhau các em nhé và ta viết dấu gạch ngang. Ta sẽ cộng lần lượt các chữ số từ phải sang trái. 5 cộng 0 bằng, bằng 5. 2 cộng 5 bằng, bằng 7. Vậy, thầy được kết quả là 75. Đơn vị là dkm. Các em cùng đọc lại với thầy. 25 dkm cộng 50 dkm bằng 75 dkm. Sang phép tính tiếp theo. 8 hectomet cộng 12 hectomet. Ở bài tập này khá dễ dàng phải không nào? 8 cộng 12 bằng, bằng 20 và đơn vị đó là hectomet. Các em cùng đọc lại với thầy một lần nữa. 2 dkm cộng 3 dkm bằng 5 dkm. 25 dkm cộng 50 dkm bằng 75 dkm. 8 hectomet cộng 12 hectomet bằng 20 hectomet. Ta bước sang bài tập ở cột bên phải. Thầy có mẫu như sau. 24 dkm trừ 10 dkm bằng. Đây cũng là phép tính trừ. Có cùng đơn vị đo các em nhé. Ta sẽ đặt tính 24 trừ 10. Ta sẽ trừ các chữ số từ phải sang trái. 4 trừ 0 bằng bằng 4, 2 trừ 1 bằng bằng 1. Vậy ta được kết quả là 14. Các em viết đơn vị dKm. Thầy có 24 dKm trừ 10 dKm bằng 14 dKm. Thầy có hai phép tính như sau. Các em vận dụng cách thầy vừa hướng dẫn thực hiện hai phép tính này nhé thầy sẽ đặt tính 45 trừ 16. 45 là số bị trừ. Sẽ viết trên số trừ là 16. Sao cho các chữ số ở cùng một hàng được đặt thẳng cột với nhau các em nhé. Ta sẽ trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái. 5 trừ 6. À, 5 nhỏ hơn 6. Ta mượn 10. 15 trừ 6 bằng, bằng 9. Thầy viết 9. Nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng, bằng 2, viết 2. Kết quả tìm được là là 29, kết quả là 29 đề ca mét. Các em lưu ý, số bị trừ và số trừ đều có cùng số đo là đề ca mét. Vậy hiệu cũng là đề ca mét các em nhé. Phép tính tiếp theo, 67 hectomet trừ 25 hectomet. Các em cùng đặt tính với thầy. 67 trừ 25. Số bị trừ là 67 sẽ viết trên số trừ là 25. Các chữ số ở cùng một hàng sẽ được viết thẳng cột với nhau. Bây giờ ta sẽ trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Kết quả tìm được là 42. Ta viết đơn vị đo độ dài là là hectomet. Các em cùng đọc lại với thầy. 24 DKm trừ 10 DKm bằng 14 DKm. 45 DKm trừ 16 DKm bằng 29 DKm. 67 Hm trừ 25 Hm bằng 42 Hm. Thầy và các em đã thực hiện xong bài tập số 3 rồi. Bài tập số 3 cũng chính là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Ở nhà, các em đổi được đơn vị đo từ Hm, DKm ra mét thực hiện các bài tập trang 44, bài 1, dòng 1, 2, 3, bài 2, dòng 1, 2 và bài 3, dòng 1, 2 vào vỡ. Sau đó nhờ phụ huynh hoặc thầy cô kiểm tra kết quả. Các em xem và chuẩn bị bài sau là bài bản đơn vị đo độ dài. Tiết học đến đây kết thúc rồi. Thầy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.